Ecomart xin chào anh chị. Ecomart xin giới thiệu tới anh chị dòng sản phẩm bếp từ đơn đến từ thương hiệu Wonsan với mã sản phẩm GIC3250-D. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên khi anh chị mở lớp vỏ hộp ra thì chúng ta sẽ thấy luôn phần sốc, chống sốc cũng như là bao bì bọc của sản phẩm ạ. Và sản phẩm thì sẽ đi kèm theo một chiếc nồi nha anh chị nhé. Đây là chiếc nồi đi kèm theo bếp ạ. Dòng chiếc nồi cũng được bao bì bởi một lớp vỏ hộp cũng như là một lớp ni lông chống xước và chống sóc ạ. Tiếp đến sản phẩm thì như anh chị có thể nhìn thấy đây, bên trong sản phẩm thì sẽ có sách hướng dẫn và phiếu bảo hành. Và tiếp đến là sản phẩm ạ. Sản phẩm thì anh chị có thể nhìn thấy là mặt sản phẩm thì sẽ sử dụng mặt kính nguyên khối, dòng kính cường lực, dòng mặt kính cao cấp siêu bền luôn ạ. Khối công suất lên đến là 2200W thì cực kỳ mạnh để cho anh chị đun nấu cũng như là để sử dụng hàng ngày ăn lẩu. Và mặt phím thì sẽ toàn bộ bằng phím cảm ứng. Như sử dụng sản phẩm thì anh chị có thể lưu ý là dòng quạt gió rất là quan trọng để tản nhiệt cũng như là để giữ độ bền tuổi thọ cho bếp. Để đặt mua sản phẩm, anh chị ấn vào nút mua ở trên trang web ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến nhân viên bán hàng qua số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 178586. Trân trọng cảm ơn.